Phiên bản này là phiên bản mới nhất các bạn nhá. Skin Phoenix 4.1.1. Hello mọi người, xin chào anh em. Hôm nay Cường sẽ review cho anh em xem cái skin Phoenix 4.1 đến thời điểm hiện tại bây giờ nó là mới nhất nhá. Mình đã test nó khoảng 3-4 ngày rồi, thậm chí là hơn rồi. Hôm nay mình sẽ show cho anh em xem skin Phoenix này cái khả năng làm mịn của nó như thế nào nhá. Nó còn tốt hơn rất nhiều so với một số cái panel. Ok con dê, Photoshop mình đã khởi động lên đây các bạn. Ok, mình sẽ lấy một tấm chân dung xem cái sức mạnh của em skin Phoenix này nó khủng khiếp như nào nhá. Đây có một tấm chân dung của mình. Ở đây mình có sẵn stock rồi, mình để kéo màu trước rồi các bạn nhá. Stock này thì cũng không phải là khó làm nhưng mà rất là chi tiết luôn. Mình sẽ kéo thêm cho nó một tí xíu chi tiết nữa. Mình sẽ kéo cái detail nó cao lên một chút xíu nữa và cái sharpen lên cao hơn một chút nữa. Detail mình kéo lên khoảng 50. Ok, và resolution thì mình để về 0 luôn để cho nó xịn sò nhá. Anh em mà chưa đăng ký kênh ủng hộ mình thì anh em vào cái đường link download anh em cho mình xin một sub nha. Ok các bạn. Đây là skin đây là tấm hình stock gốc của chúng ta. Hôm nay mình sẽ test cái skin cho các bạn xem là cái skin 4.1 nó ngon không các bạn nha. Ok, đây là cái skin của mình. Mình đã cài nó ra Photoshop rồi. Cái skin này cài rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc click chuột vào một cái, chuột phải vào và các bạn ấn cấp quyền cho nó là chạy là ok các bạn nha. Rồi ok, đây là giao diện chính của skin Phoenix 4.1. Đây các bạn có thể thấy trên đỉnh đầu này. Phiên bản này là phiên bản mới nhất các bạn nhá. Skin Phoenix 4.1.1. Skin Phoenix này là bản mới nhất nhá. Một số anh em có chia sẻ ở trên mạng rồi nhưng mà đó là những cái bản cũ hơn hoặc là chỉ là bản 2, bản 3 thôi. Còn bản này là bản 4.1 các bạn nhá, 4.1.1. Thì đây mình cho anh em xem là cái khả năng làm mịn của em nó như thế nào. Thì anh em có thể thấy là bên trái này, bên phải này, before after này. Thì anh em có thể thấy là cái khả năng làm mịn của em skin này cực kỳ là bá đạo luôn, cực kỳ là ngon các bạn nha. Nếu như mà anh em là đang cần một cái phần mềm thì skin Phoenix nó là một cái phần mềm cực kỳ là ngon nhé. Anh em đừng bỏ qua skin Phoenix các bạn nhá. Ok, các bạn có thể thấy là bên trái của mình đây. Anh em zoom sát cho anh em coi nhá. Thứ nhất là nó làm mịn rất là đẹp, rất là đều. Nó dạng như kiểu là bây giờ cái phần mềm này nó dạng như kiểu là AI ấy. Đó anh em ạ. Thì anh em có thể thấy là đây, nó rất là đều, rất là xịn luôn các bạn nha. Đó. Thì ở bên phải của mình nó có những cái đốm mụn rất là to ở đây. Thì anh em có thể thấy là nếu mà anh em muốn mịn nhiều hay muốn mịn ít thì anh em kéo cái phần file này cho mình nha. Anh em kéo hết cỡ về đây. Đó, thì cái ảnh của nó mịn rất là đều luôn. So với một số cái bản 2 hoặc bản 3 trước ấy thì mình thấy cái skin này nó ngon hơn rất là nhiều so với những bản cũ. Bởi vì là nó tái tạo lại da rất là tốt và thứ hai là nó làm mịn rất là ngon luôn. Đây. Anh em muốn mịn nhiều thì anh em kéo kịch kim lên cho mình. Kịch kim lên. Đó, kịch kim lên cho mình. Nó mịn này. Đó, anh em không muốn mịn nữa thì anh em trừ về đây cho mình. Để nó giữ lại chi tiết của tấm hình nhá. Đó, thì ở cái phần amount này thì anh em có thể thấy là anh em để kịch luôn 100% cho mình luôn. Wow. Chi tiết rất là ok con dê luôn các bạn nha. Mình thấy cái này á, chúng ta chỉ cần nhặt qua mụn sơ sơ đi một xíu thôi là rất là ngon luôn, rất là ngon lành luôn các bạn nhá. Đây là before after. Rồi mình sẽ ok, mình thử một lần coi. Mình sẽ chạy kịch 100 và chạy file là 8 nhá. Để xem là nó có sự khác biệt không anh em. Đó, wow. Rồi ok, chúng ta sẽ áp dụng lại cái lệnh một lần nữa bằng cách đó là chúng ta sẽ tạo một layer 1 và anh em áp dụng cho nó bằng cách chọn vào filter và skin filter. Chúng ta sẽ áp dụng một cái lệnh này một lần nữa. Đó, ok. Thì anh em có thể thấy là chi tiết của tấm hình nó vẫn còn được giữ và mịn da rất là đẹp luôn ạ. Đây. Anh em có thể thấy là before và after này. Đó. Mình thấy cái này chạy mịn cực kỳ là bá đạo, cực kỳ là ngon luôn ạ. Rồi cái này anh em tạo thêm một laser mask nữa chúng ta. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo một laser mask. Sau đó thì chúng ta sẽ brush vào cái hình của chúng ta các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ đặt cái flow là khoảng tầm 40% thôi. Ok. Đây mình dùng cái bút các bạn nha. Một số các bạn hỏi là anh review với cái bút đi. Ok, đây là cái bút của mình. Để mình retouch thôi. Thực ra thì bút thì mình đặt nó theo cái của mình thôi. Chúng ta chỉ cần anh em mà đang quan tâm đến cái bút đấy thì anh em mua một cái bảng vẽ về. Đây cái bảng vẽ của mình nó có mã là Deco02. Chúng ta mua về để chúng ta điều khiển máy tính rồi thì retouch các thứ nhá. Trên hình này của mình này mình đang dùng hai cái màn hình.
một cái là mình để ngang, một cái để dọc, anh em có thể thấy nhìn trên màn hình đây. Thì chỗ này mình chỉ đặt dọc, mình chỉ để khoảng một cái đoạn này thôi, một cái xíu của cái bảng vẽ của mình thôi, bởi vì là nó to quá đôi khi là làm nó bị mỏi tay. Thì ở đây mình đặt nó tầm này thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đặt cái key cho nó. Ở cái key số 5 nó có ở trên cái bảng vẽ của mình, nó có 6 cái key, thì mình sẽ đặt nó custom. Và đây mình sẽ đặt nó cái space. Space có nghĩa là cái dấu cách để chúng ta điều khiển cái bảng vẽ, cũng như là điều khiển cái zoom khi mà chúng ta muốn ấn di chuyển ảnh, thì mình sẽ đặt nó cái space. Còn cái cuối cùng thì kệ nó. Cái này thì nó sẽ là function, cái này mình sẽ để là Z đi, để zoom hình cho nó ngon. Ok. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu re-edit cái này các bạn nhá. Thì anh em có thể thấy là trên hình của chúng ta đây, nó là một cái ảnh mình đã chạy mịn rồi, và mình đã tạo cho nó một cái mặt lạ ở đây rồi. Thì chúng ta sẽ dùng cái brush. Thì ở đây mình dùng cái bảng vẽ, mình sẽ brush cho tấm hình. Ở đây thì mình đợt trước ấy mình có ra cho anh em một cái video là chúng ta tạo cách tạo cách chạy mịn bằng Laser Mask các bạn nhá. Hình như hồi đấy là cái Nid Image, cái skin này thì anh em cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta cũng tạo một Laser Mask và chúng ta chỉ brush vào những cái chỗ nào mà chúng ta cần brush để cho da nó đều thôi. Thì cái này thì anh em có thể làm theo mình luôn. Còn là anh em chưa biết thì anh em có thể xem lại cái clip đấy của mình hướng dẫn anh em rất rất là chi tiết ở trên cái clip đấy rồi nha. Cách chạy mịn bằng Laser Mask các bạn có thể search trực tiếp ở trên YouTube ra là sẽ ra cái clip của mình luôn, hoặc là anh em search gọng gõ thêm từ khóa của cộng thêm cái tên của mình là ok các bạn nha. Em chào anh Hà, hello anh Bê Hùng Vương, xin chào mọi người. Đây là skin filler 4.1.1 mới nhất đến thời điểm hiện tại luôn. Thì cái skin này nó sẽ giúp cho anh em làm da rất là nhanh và mình thấy rất là mịn, rất là đẹp. Nếu mà khi mà anh em trước khi mà chúng ta làm da làm mịn như này á, thì anh em hãy lọc nhặt mịn, anh em sẽ lọc sơ sơ cho mình những cái sẹo lớn hoặc là những cái mụn đi. Thì mình thấy nó ra cho ra cái da nó rất là ngon luôn, rất là ok con dê luôn ạ. Tấm hình này thì khi mà chúng ta up lên Facebook hoặc up lên các cái trang mạng xã hội thì chắc chắn là nó sẽ bị giảm đi cái chi tiết. Cho nên là một số anh em mà không được nhìn thấy tấm hình mình làm ấy thì mọi người sẽ chê là bị bết hay bị bẹt thế nọ kia. Thực ra thì mọi người chê thì đó là chuyện bình thường. Nói chung là cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, có người chê người khen đó là chuyện bình thường. Nhưng khi các bạn nhìn thấy tấm hình của mình làm đây và các bạn được nhìn tấm hình của mình đây thì các bạn mới biết rằng là cái skin này nó ngon như thế nào và nó rất là chi tiết luôn các bạn nhá. Rất là ok con dê luôn đấy ạ. Đây. Thì mình cho các bạn xem luôn. Rồi ok, xong thì anh em có thể tắt cái layout đi và các bạn xem là trước khi và sau khi nhá. Đó, trước và sau để chúng ta có thể thấy được cái skin này nó ngon như thế nào. Đây chỉ nguyên bề về cái phần mềm skin của các bạn nhá. Chúng ta sẽ tăng nét cho em nó xem như nào, mình sẽ không nhặt mụn bởi vì đây mình chỉ cái video này mình chỉ test cho các bạn xem là cái khả năng làm mịn của nó như nào thôi. Còn cái phần mụn hay là cái phần sẹo thì các bạn tự làm nhá. Các bạn có thể là tải cái skin này về. Cái link tải thì mình đã cho ngay ở cái phần mô tả rồi. Anh em có thể tải ở ngay cái link tải ở bên dưới nhá các bạn. Và khi mà anh em chạy cái skin này về, đây mình sẽ mở cái skin này ra cho các bạn nhá. Thì đầu tiên anh em chạy cho mình cái Silent Installation N.cmd các bạn nhá. Các bạn chạy cho mình cái này luôn và anh em chỉ cần ấn run admin là cho mình là xong nha. Mình cấp quyền cho nó là chạy được các bạn nhá. Như vậy đó. Nhưng mà nên nhớ một điều là khi mà các bạn cài á thì các bạn tắt Photoshop, thì mình tắt hết tất cả những cái phần mềm Photoshop cho mình nha. Tránh hỏi những câu hỏi thừa nha. Mình sẽ không trả lời những các bạn. Một là anh ơi cho em xin pass giải nén, mà pass giải nén mình ghi rất rõ ở cái link tải, mà mình ghi rất rõ ở trong cái phần zip đấy rồi. Mà cái này không có pass giải nén nha các bạn nhá. Các bạn nào mà hỏi mình pass giải nén thì mình cũng chịu bó cánh luôn. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ tăng nét cho tấm hình của mình. Các bạn chỉ cần chạy như thế cho mình là xong thôi. Không cần phải correct gram gì cả, không phải nhập key gì các bạn nhá. Không cần phải các bạn phải nhập thêm cái gì nữa. Đầu tiên thì anh em tăng nét thì anh em cần Ctrl G cho mình một cái. Sau đó thì anh em vào ở đây là có rất nhiều cách tăng nét. Mình sẽ tăng nét bằng cái custom đi các bạn. Ở cái custom thì trên kênh của mình có một cái bài tăng nét rất là chi tiết rồi các bạn nhá. Anh em nào mà chưa biết thì anh em search cái bài của mình ra, tăng nét bằng custom. Thật ra thì rất là nhiều cách để chúng ta tăng nét. Ở đây mình sẽ tăng nét bằng cái custom này xem thế nào. Ở đây thì mình sẽ để là -4 này, 36 và -3. Đây là tăng nét custom ở trên cái Photoshop các bạn nhá. Đây là một cái tăng nét mà cách đây khoảng phải năm trước mình làm, và cách tăng nét này cực kỳ
hiệu quả, cực kỳ hiệu quả các bạn nhá. Ảnh rất chi tiết, các bạn thích thì các bạn có thể áp dụng thêm một lần nữa để cho tấm hình chúng ta nó rõ nét hơn, nhưng mà mình thấy nó không cần thiết nữa, mình thấy như này khá là ok rồi. Hoặc là cái khác thì anh em có thể hôm nào mình sẽ ngồi tổng hợp lại cho anh em đâu đó 5 cách để tăng nét bằng Photoshop các bạn nhá. Hôm nay là cái clip mình test skin winner cho các bạn thôi. Thì anh em có thể thấy là ở đây mình có skin winner rồi, mình chạy mịn các thứ ok rồi, và bây giờ mình sẽ cho anh em xem trước và sau nhá. Trước khi chạy mịn đây các bạn, và sau khi chúng ta chạy mịn đây, chúng ta chẳng phải làm cái gì cả, chỉ phải chạy mịn vào cầm bút cọ hoặc là cầm con chuột cọ vào cái phần da mà chúng ta muốn làm mịn thôi các bạn nhá. Và trong khi đấy là chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta sẽ kết hợp với laser mask nữa là ngon luôn các bạn nhá. Ok rồi, như vậy là mình vừa mới test cho anh em xem cái skin và hướng dẫn anh em cái cách cài thôi. Thật ra thì cái cài này rất đơn giản, nó không khó như những cái skin video trước các bạn nhá. Anh em chỉ việc click chuột cho mình một cái và chuột phải vào và cấp quyền cho nó chạy, và nhớ là phải tắt Photoshop cho mình đi nhá. Rồi ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn anh em trong những cái clip lần sau. Anh em mà thấy hay thì đừng quên sub kênh ủng hộ cho mình. Cho mình xin một like, một share, một sub, và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào mới nhất nha các bạn nhá. Xin chào mọi người.